Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 4 tháng 11 thì cửa Xuân Đỉnh lại cập bến cho các bác những chiếc ôm rất là khủng mà giá tiền thì rất là mềm mại. Thì trong video này cửa hàng Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác hai chiếc ôm của hãng Sơn Sui sản xuất. Đó là một dòng Sơn Sui 657XR. Trong này thì chuyên đánh những dòng loa cây cột, đặc biệt các bác chơi những dòng loa Tewin của Pioneer hoặc là những dòng loa cây châu Âu đánh rất là hay. Một cặp một chiếc âm đi Sơn Sui 6 7 7X thì trong này thì Xuân Đỉnh còn nguyên cả catalog và công suất thì rất là lớn, trên 300W, giá tiền cũng rất là mềm mại. Ở phía đằng sau thì là một chiếc âm đi của hãng Sony, thương hiệu thì không nổi tiếng nhưng cái cấu hình của chiếc âm đi này thì cũng rất là gấu và âm đi còn có hồi gỗ. Cái độ đẹp của nó thì đạt khoảng độ 95%, gần như là mới tinh. Và Xuân Đỉnh thì đang phối ghép, đó là một cái cặp loa của hãng Đờ Long sản xuất, trong này dòng Đờ Long SC 107 2 bát thật 2 năm. Đấy. Cấu hình của cặp loa này thì rất là hầm hố để cho các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Hình thức loa đẹp, sang trọng, chất âm thì vượt xa tầm tiền mà giá tiền thì rất là mềm mại. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh mời các bác cùng Xuân Đỉnh quay chi tiết về sản phẩm và cũng báo giá công khai luôn, thì các bác chú ý kỹ cũng như lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Ở phía bên trên thì có hai chiếc âm ly, thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây là chiếc âm ly Sơn Sui 657XR. Đấy. Dòng XR này thì thiết kế là mặt vàng chanh, phay nhôm vàng chanh rất là đẹp, sang trọng. Dòng này thì đánh cây cột rất là hay nhá. Dòng này có hệ thống cân bằng. Đấy. Có chỉnh bass check khi cần tone này, đèn sáng, có lò lướt, ba lăng, volume. Đấy. Sang bên này thì các bác chọn chế độ Integer thì nó sẽ lấy phần công suất và âm sắc. Còn nếu các bác đánh Power Direct thì có Noma 1, Noma 2. Đấy. Bên này là các đường vào. Dưới này thì nó là các cái tín hiệu đường ra. Đấy. Size của nó là size 43, điện 100V. Chiếc âm ly này thì thực chất nó rất là đẹp nhưng mà do vận chuyển chính như giọng họ đóng gói không được kỹ càng, nhìn nó có một vài cái vết xước răm rất là bé rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy kỹ là nó rất là nhỏ. Đấy, nó chấm như kiểu là cái chấm bút ấy. Đấy. Còn là mặt này vậy, có một chút xíu tí cạnh. Đấy. Thì bình thường như chiếc âm ly này cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán mức giá từ 7.500.000 đến 8.000.000. Nhưng hôm nay thì giảm luôn cho các bác 1.000.000, tức hôm nay Xuân Đỉnh chỉ bán cho các bác mức giá là 6.500.000 đồng. Nếu như quay xa một chút như thế này thì các bác thấy rõ là nó rất là xuất sắc. Nhưng cái quan điểm Xuân Đỉnh cứ bán và tả chi tiết cho các bác, còn tất nhiên thì cũng báo giá công khai luôn. Bác nào cảm thấy hợp lý cũng như vừa mấy cái ví tiền của mình thì các bác cứ alo cho Xuân Đỉnh. Máy đã test là hoạt động hoàn hảo, hôm nay thì chạy là 8 giỏ than, 2 tụ lọc nguồn và 1 nguồn. Máy là còn nguyên zin tuyệt đối, chưa hề tháo về cái phần mặt, nguyên lớp keo dính này. Đấy. Mức giá tiền chỉ có 6.500.000. Hôm nay thì công suất 250W, đánh tốt những dòng loa cây cột, đặc biệt là những dòng cây cột của Pioneer hoặc là những dòng loa thùng bass 2530 của những dòng Diatone, những dòng Sơn Sui hoặc những dòng Pioneer này đánh rất là tuyệt vời, hoặc đánh những dòng loa bốt thì những dòng Sơn Sui nó rất là nổi tiếng. Đấy. Chất âm hay, dòng này thì ghép được vang để hát karaoke, nghe nhạc gia đình rất tốt. Mức giá tiền thì chỉ có 6.500.000. Đấy, giá rất là mềm mại, duy nhất chỉ có một chiếc. Đấy. Ở đây thì Xuân Đỉnh sẽ quay cả đằng sau và đọc seri. Đây các bác thấy rõ đằng sau máy này, rất là xuất sắc. Thì có do họ đóng gói hơi ẩu một chút thôi. Số seri của nó là 981, để trở kháng đánh từ 4 ôm. Công suất của nó là 250W, điện 100V, cầu loa là mới kính cong. Đấy, mức giá tiền thì chỉ có 6.500.000 đồng. Âm ly đã test hoạt động hoàn hảo. Chiếc số 2 thì nó cũng vẫn là dòng âm ly của hãng Sơn Sui. Nhưng dòng này thì nó là dòng 707X, thì đời nó cao hơn 607. Dòng 707X này thì nó là đời đầu tiên phong cho dòng X đầy cát, trên nó cũng vẫn là thiết kế là hồi gỗ. Nhưng ngược lại thì dòng X đầy cát thì nó khác biệt là nó sẽ có phần chỉ vàng ở hai bên. Đấy. Nhưng giá tiền thí dụ như nếu như các bác mà chơi đến 707X đầy cát thì nó có mức giá trên 10.000.000 rồi. Mà cấu hình thì nó cũng tương đương như những dòng này thôi. Đấy. Thế đây là cái sự lựa chọn rất là hợp lý để các bác phối ghép với những cặp loa công suất lớn. Chiếc âm ly 707X này thì công suất là 320W, size bề ngang của nó tính cả hồi gỗ là 47cm. Đây là các cái đường vào khi các bác di chuyển tín hiệu âm thanh. Đây là ba lăng là cân loa, có lau nớt, cần toan đèn sáng thì bass check mới tác dụng. Đánh hai cổ loa AB. Đây là volume.
Dòng này thì vì công suất nó lớn thì nó đòi hỏi cái độ chịu tải cao. Thì thứ nhất là nguồn cũng là khủng này. Đấy, 4 tụ lọc nguồn, máy thì chạy 8 xò than Saken. Chiếc Omni thì rất là nặng. Dòng này thì sắt xi của nó đít đáy là bằng đồng. Và nó cái độ đẹp của nó thì gần như rất là mới rồi. Vì chiếc Omni này còn nguyên cả catalog. Các bác thấy rõ cái độ mới của chiếc Omni. Số series của máy là 208. Điện của nó là 100V. Công suất của nó là 320W. Đánh trở kháng loa từ 4 ohm. Dòng này các bác rất dễ phối ghép với những dòng sơn xui để đánh những dòng loa Bose hoặc những dòng JB hoặc những dòng loa Nhật như những dòng Pioneer để đánh những dòng bass 30 rất là thoải mái. Đây là các cái đường vào riêng phono là dành cho đĩa than, thì các bác chú ý kỹ. Máy nguyên zin đã test hoạt động tốt. Đấy, 8 sò 4 tụ và một nguồn xuyến rất là khủng. Mức giá thì cửa hàng Xuân Đỉnh Giao Lưu với các bác cũng chỉ có 6.800.000 đồng. Omni sơn xui 707X. Chất âm thì chẳng khác gì với những dòng XDcat mà giá tiền nó rẻ bằng một nửa luôn. Thì đây là cái sự lựa chọn để phục vụ cho các bác khi chơi những chiếc Omni công suất lớn sơn xui 707X, giá tiền là 6.800.000. Và là chiếc đằng sau này thì nó là một chiếc Omni của hãng Sony rất là mới, mới kính con luôn. Đó là Sony 3.3ES. Dòng này thì công suất là 245W, chạy 8 sò lớn và 4 sò nhỏ, tổng là 12 sò. Đấy, đánh hai cầu loa B và A cộng B, phí mật tất nguồn. Dòng này thì có chỉnh bass check, tần số bass tép này. Đây là các đường vào, volume, ba lăng. Hiện tại thì Xuân Đỉnh đang ghép với cặp DeLong 107. Đấy, các bác có thể lấy cả bộ cũng được, vì với cái khuôn tiền mà có Omni này thì Xuân Đỉnh đang bán là 4.500.000. Cặp loa này là 7.800.000, thì tính ra cả bộ mới có hơn 12.000.000. Nhưng các bác chỉ cần đầu tư thêm một chiếc vang lên trên là nghe nhạc hay và hát karaoke quá đẳng cấp rồi. Còn chiếc Omni này thì về chúng tình trạng của chiếc Omni rất là mới, cũng tương đương với những dòng sơn xui. Size của nó là size 47. Máy thì rất dày và nặng. 4 tụ lọc nguồn. Đấy, chạy 12 sò lớn nhỏ và một nguồn rất là khủng, hồi gỗ đẹp len keng. Máy rất là nặng luôn, hình thức đẹp xuất sắc. Đây là phía đằng sau để Xuân Đỉnh sẽ đọc series máy cho các bác. Đây là các cái đường vào. Đấy, rất là mới. Dòng này cũng có đường cầu adapter là cầu chữ U để cho các bác làm dè pao. Đây là cái thông số cũng như số series của máy là 9291, điện 100V, công suất 245W. Đây là các đường cầu loa. Đấy, chiếc Omni này nó quá mới. Đây cũng là lần đầu tiên mà Xuân Đỉnh về được một chiếc Omni Sony 3.3 nó mới đến như vậy. Còn bình thường thì những dòng này nó rất là nặng, vận chuyển về thì rất hay bị cấn những cái phần hồi gỗ, nhưng chiếc Omni này thì nó quá xuất sắc, hồi gỗ zin. Mức giá tiền thì cũng chỉ có 4.500.000 đồng. Đấy, đánh tốt là đánh khỏe rồi. Hôm nay công suất lớn nên các bác ghép được vang để nghe nhạc và hát karaoke. Thương hiệu thì nó không nổi tiếng nên giá tiền nó mới rẻ, chứ còn nếu như là so với dòng sơn xui hay là đồng thì nó lại giá khác thì rất là nhiều. Đấy, Sony 3.3ES công suất 245W, mức giá tiền là 4.500.000 đồng. Đấy, hình thức là còn đẹp. Còn đây là cái cặp loa DeLong SC107. Thì dòng này thì Xuân Đỉnh cũng bán thường xuyên rồi. Về được một cặp loa mà đẹp xuất sắc này, rất ít, căng cước là đẹp len keng. Và nó có một cái chỉ vàng gỗ này. Đấy, căng lưới vải còn đẹp. Hai bắt thật 20 năm, một chung 2 tép. Dòng này thì thùng rất là cao to, chiều cao 70, chiều ngang 39 và chiều sâu là 35. Thùng nặng gỗ, loa thì còn rất là mộc mạc nguyên zin, trở kháng 8 ohm, công suất là 80W một loa, vuông thành sắc cạnh. Và loa này thì rất là đẹp. Cặp loa này thì nghe nhạc rất là hay và chơi được đa năng các thể loại nhạc. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc không lời, thậm chí các bác hát karaoke rất tốt. Vì đặc trưng của những dòng DeLong này thì nó thiết kế theo dạng loa của Mỹ, loa Nhật, nhưng mà thiết kế kiểu dáng rất giống những dòng loa Mỹ cổ. Những cái rốn loa rất là sâu, gân mút rất là mềm, màng giấy rốn sâu, chung giấy đồng trục như kiểu dạng tần giải có phễu này, hai tép giấy, hai bát thật, một chung một tép. Đấy. Cặp này Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 7.800.000 đồng, duy nhất chỉ có một cặp. Và loa thì rất là đẹp, hàng chất bãi mộc mạc nguyên zin, vuông thành sắc cạnh, trở kháng 8 ohm, công suất 80W, thùng rất là chất nha. Và đây là 4 sản phẩm của Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay.
Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ alo trực tiếp với số đỉnh theo số ở trên bài. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.